Đến với kênh Thánh Đứa Đe, hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Bluebeat. Chúng ta sẽ có một cái sự kiện liên quan đến FIFA World Cup. Và đây là những ngày đầu tiên mà Bluebeat đưa ra cái sự kiện này. Và các bạn cùng với mình, chúng ta sẽ cùng tham gia với sự kiện ngày hôm nay. Sự kiện hôm nay có tên là giải đấu FIFA của sàn Bluebeat với phần thưởng chiến thắng tổng pool là 10.000 đô. Thời gian diễn ra sự kiện thì kéo dài từ 8 giờ UTC cộng 7 giờ Việt Nam đấy. Ngày mùng 1 tháng 12 năm 2022, tức là ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta đang là ngày mùng 2 tháng 12. Và thời gian sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 20 vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2022. Pool thì là 10.000 đô, nhưng em đã biết tất cả những người dùng Probit được mời bình chọn vụ đỗ vô địch được FIFA World Cup 2022 và chia sẻ tầm giải thưởng là 10.000 đô. Những người tham gia sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm họ kiếm được. Bạn sẽ nhận một điểm cho mỗi trận đấu và bạn đã chọn đúng người chiến thắng. Một người tham gia thì tích lũy tối đa 16 điểm. Mỗi người tham gia sẽ có 4 cơ hội để gửi bình chọn đội chiến thắng và kiếm điểm, đánh dấu lịch trình sự kiện trên lịch. Gửi các bình chọn trận đấu để đảm bảo thứ hạng. Thì ở đây chúng ta sẽ kiếm điểm bằng cách bình chọn đội chiến thắng vào mỗi trận đấu từ vòng 16. Đấy, tức là vòng 16 đội nha anh em nhé. Thì đây là những cái form cho anh em điền ở đây. Tất cả những cái form sẽ có ở đây. Chúng ta mở form ra và dự đoán các cái lượt trận. Đấy. Thì ở đây hiện tại đã có một số các cái lượt trận rồi. Đấy, thì anh em có thể dự đoán. Thì cũng lưu ý với anh em là nếu như các bạn chưa có tài khoản trên sàn Probit ấy, thì các bạn có thể đăng ký theo link phía dưới mô tả video. Đấy, chúng ta có thể đăng ký theo link phía dưới phần mô tả video nhé. Rồi, bây giờ chúng ta có thể ấn vào phần trang của tôi, chọn email. Chúng ta sẽ copy cho mình cái đoạn UID này. Và chúng ta kéo dưới paste cái UID chúng ta vào trong những cái form ở đây. Hiện tại thì form thứ 3 thì chưa mở anh em nhé. Form thứ 2 thì cũng có thể là chưa mở đâu. Chúng ta sẽ theo dõi theo từng ngày vì việc là chưa có lượt trận. Đấy, thì các bạn theo dõi theo từng ngày. Đấy, chúng ta sẽ vào đây chúng ta dự đoán. Thì hiện nay thì các bạn có thể thấy là chúng ta có cái lượt trận giữa New Zealand và Mỹ. Thì các bạn có thể chọn luôn, ví dụ B mình chọn là B là Mỹ này. Rồi lượt trận Argentina và lượt trận Australia chúng ta có thể chọn đây này. Rồi có lượt trận Pháp và Phần Lan này. Rồi Anh và Senegal này. Understand. Được chưa? Yêu cầu anh em một điều kiện tiên quyết nữa, đó là anh em cần phải chơi ít nhất là 300 đô trong một cái cặp giao dịch bất kỳ ở trên sàn. Nhưng mà lưu ý ở đây có một số cái cặp như là cặp Bis, cặp A và các cái cặp giao dịch nó là thống kê ở đây. Đấy, thì anh em chọn cái cặp giao dịch nào mà các bạn phù hợp. Thì khuyến cáo cho anh em luôn, đó là chúng ta sẽ vào trên sàn, chúng ta sẽ chơi cho mình cái cặp Bitcoin. Đấy, mình thấy là cái cặp Bitcoin thì khả năng là cái độ lệch nó ít nhất ở trên nền tảng Probit, nên anh em hãy chơi với cặp Bitcoin cho mình để cho nó ok nhất nhá. Đây là cái gợi ý luôn cho anh em, các bạn cứ cặp Bit mà chúng ta chơi và cố gắng chơi đạt 300 đô. Đấy. Rồi. Để mình xem dịch qua phần này tí nữa nào. Nguyên nhân được. Ok. Đó, thì các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ chơi trong toàn bộ sự kiện, chúng ta sẽ chơi 300 đô volume. Đấy, chúng ta sẽ lột cái form này lên. Rồi, có vậy thôi, được chưa? Đó. Rồi, cách tìm điểm này. Vòng đầu. Tổng số 1 điểm. Ok. Mỗi lượt trận thì phải. Tôi nói chung cũng không cần phải quan tâm đến điểm lắm. Thì đây có phần thưởng, đây phần thưởng đây, tổng cộng 40 chiến thắng sẽ nhận được tổng tài thưởng là 120.000 BPTC. Đấy. Có tài thưởng bằng token và tài thưởng bằng U của anh em nhé. Đó, top đây, top 10 này, nhận được nhiều nhất này. Thêm nữa là 5.000 USDT giải thưởng dành cho những người tham gia mỗi vòng đăng ký sẽ được xếp hạng và phần thưởng. Như vậy là anh em để ý đây có bốn cái form nhé. Đây là có bốn cái form này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, thì cứ mỗi vòng thì sẽ chọn 10 người mà dự đoán chính xác nhất thì sẽ nhận được phần thưởng, được chưa? Rồi ở đây thì 5.000 đô dành thưởng, sẽ thưởng cho 20 người kiếm được nhiều điểm nhất trong các vòng đăng ký. Đấy. Và điều khoản thì người dùng sẽ giao dịch
Giao dịch trị giá ít nhất 300 đô với các cặp dịch đủ điều kiện. Đấy, anh em lưu ý nhé. Mỗi vòng thì nó sẽ thống kê ra những cái cặp giao dịch điều kiện và mình khuyến cáo là cứ cặp bit mà chơi. Đó, ngoài ra thì cái 5.000 đô này này là dành cho những người mà giành nhiều điểm nhất. Top 20 người giành nhiều điểm nhất thì các bạn thấy là phần thưởng rất lớn ở đây. Phần thưởng từ 179 đô đến 310 đô. Rất là ngon. Đấy. Nói chung sự kiện này cũng rất là dễ dễ tham gia và mình nghĩ là anh em kênh chúng ta hoàn toàn có thể nhận được giải thưởng sự kiện này. Cộng đồng chúng ta cũng là một trong những cộng đồng đầu tiên chia sẻ về sự kiện này, và cái hoạt động này là một hoạt động anh em kênh có thể là được tham gia sớm đủ điều kiện thì anh em sẽ xác suất rất cao nhận được giải thưởng khi mà các bạn có cùng điểm số. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo.